Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy việc khám phá, luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và trong phần luận giải tử vi từng con giáp và từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu và chi tiết các hung nạp vận của mệnh chủ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Những người tuổi Quý Sửu 1973, mệnh tang đúng mộc, thường có tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra để bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Cho nên họ cần tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm của gia đình, cùng các thành viên trong gia đình gia tăng tình cảm hơn nữa. Quý âm thủy gặp Sửu âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ phải cần chú ý nhiều hơn. Nếu không, sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại để chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Vào tháng 4 âm lịch, tuổi Quý Sửu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của quý gia chủ. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Hơn nữa, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự trở nên hanh thông. Song đôi khi, thành công đến quá nhanh có thể khiến mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của tuổi Quý Sửu, cho nên cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Ngoài ra, người tuổi Quý Sửu khá chủ động trong chuyện tình cảm. Quý gia chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại, e dè. Thời điểm này đào hoa khá tốt, giúp quý gia chủ sớm tìm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc, tài vận bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều.
Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Quý Sửu trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Bước sang tháng tư âm lịch, may mắn trong sự nghiệp của những người tuổi Quý Sửu khá ít. Nếu quý gia chủ là một Quý Sửu tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, thị trường không được tốt và công ty có thể có một loạt vấn đề sẽ phải cần giải quyết kịp thời. Nếu đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, quý gia chủ nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng này, thì những gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Những người tuổi Quý Sửu trong tháng tư âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc lại kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, tuổi Quý Sửu cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Cho nên, bản mệnh cần quản lý các vấn đề về tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Để tăng thêm tài lộc trong tháng này, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của tuổi Quý Sửu không được tốt. Bản mệnh sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về đứa con của mình và mất thời gian lòng vòng trong đó. Cho nên, bản mệnh cần phải thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe là người cha, người mẹ trong gia đình. Hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nhiều cuộc đời nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ngoài ra, trong thời điểm này, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với những người tuổi Quý Sửu độc thân, nhưng tất cả đều không thành do tính cách không hòa hợp được với đối phương. Tuy quý gia chủ là người cẩn trọng, tỉ mỉ, nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Quý gia chủ cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là nhân duyên chưa tới mà thôi. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình, cũng như san sẻ yên ổn cho các gia chủ tuổi Quý Sửu, nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe.
Tháng này, tình hình sức khỏe của những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có thể hơi xấu. Một khi bất cẩn, có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, cũng nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu đang đi ra nước ngoài, nên hoãn lại. Nếu mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Để tăng cường sức khỏe, trí não, được tinh thông và minh mẫn, những gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Khi mang vật phẩm theo bên mình sẽ giúp bản mệnh được khỏe mạnh và ổn định, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Quý Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tý. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 4, từ ngày 23 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 4, từ ngày 4 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Quý Mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 5 tháng 4, tức ngày 16 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Giáp Tý, nạp âm Hải Trung Kim. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 4, tức ngày 28 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Bính Tý, nạp âm Giản Hạ Thủy. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 4, tức ngày 9 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Mậu Tý, nạp âm Phích Lịch Hỏa. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Quý Sửu trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, nề giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua.
Tịnh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.